Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game chiến binh tối thượng anh nha. Hôm nay mình sẽ đưa đến anh em tâm điểm tướng, quan tướng Black Goku. Nhưng mà đây là một quan tướng anh em nhận hoàn toàn miễn phí khi anh em đạt được cấp VIP 6. Không VIP 6 trong game đây, anh em nhận được nó miễn phí hoàn toàn. Theo mình đánh giá đây là một con tướng rất là ngon. Con tướng được vị trí tăng cực kỳ ngon, cực kỳ xịn sò. Phải gọi là ngon nhất. Con này có thể chơi đến net game cho anh em luôn. Con này chưa được đến net game, khi game sập anh em vẫn chơi được luôn nha. Con này thì thuộc Saiya, thuộc tính là thể. Thể đây chắc là thể chất anh ạ. Đoạn Super Saiya Black Goku. Kích duyên của nó khá dễ thôi anh em ơi. Còn những cái con tướng Vegeta thường này, con Goku thường này, đấy cả con Trang Kỳ Tích thì chất đen, con này thì có vẻ là khá khó kiếm thôi, nhưng mà cũng dễ thôi. Hai quan trọng là hai con này thôi nha. Hai con được cộng 25% HP này này. Còn cái công với cái bạo thương này cũng bình tĩnh từ từ rồi. Có kiếm con Trang này cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Tại vì cái bộ skin của nó mình cũng giới thiệu cho anh em đây. Chúng ta sẽ cần HP hơn. Đầu tiên là kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động di chuyển của Black Goku là vết cắt của thần. Thuộc là kỹ dạng chủ động di chuyển, gây sát thương bằng 210% công lên vào mục tiêu. Đây này anh em này, kèm sát thương bằng 8% HP tối đa của bản thân. Và khiêu khích cái địch đó duy trì trong một lượt. Ở đây thì ưu tiên đánh vào hàng sau nha. Một cái hiệu ứng khiêu khích này thì khiến mục tiêu đó không thể thi triển kỹ năng và bắt buộc tấn công vào Black Goku ấy. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng bị động, kiếm năng lượng xấu. Đây là dạng skin bị động, còn đánh thường kèm sát thương thì sẽ gây thêm sát thương bằng 3,18% HP tối đa của mình lên mục tiêu. Quá bố đời, nhưng mà hai skin đều ngon luôn rồi. Skin chủ động vết cắt của thần quá ghê luôn. Skin thứ ba, skin trưởng thành đau khổ. Đây là skin dạng cũng dạng bị động luôn. Khi bị tấn công thì hút của mục tiêu 5% sát thương giới hạn 5 tầng, duy trì 2 lượt. Có nghĩa là hút sức mạnh tấn công của cái địch vào mình ấy, nó sẽ cộng dồn lên thành 5 tầng, duy trì trong 2 lượt. Trong 2 lượt này anh em đem cái địch anh em lại vừa được búp sức mạnh lên anh em ạ. Quá ghê gớm. Skin cuối cùng dạng skin bị động, mỗi hiệp đầu bị tấn công bản thân hồi 400 HP tối đa, không hiệu lực trong cái chiến đấu với boss siêu chiến xeo thôi. Skin búp skin con này quá bố đời luôn anh em ơi. Skin nào skin đấy búp quá ngoan luôn, buôn mắc HP vào cho mình nhanh nhanh nhanh. Sợ thật, con này đánh ghê luôn. Con này buôn HP càng to càng khủng nha. Còn mấy cái skin kỹ năng của nó khi up lên 200 người đây, khi bị đánh trúng 30% hình thành phản kích, lại còn phản kích nữa chứ, ghê thật. Mà đánh thường phản kích lại còn kèm lên 3,18% HP bản thân. Bạo thương tăng lên 10%, động bầy tăng thêm 10%. Nhưng với bạo thương thì thật sự cần khi bạo kích của mình lên tầm 50% thì nó mới ngon. Còn này mà bù thêm bạo kích nữa thì đánh nhau với ai. Đây có 5% thôi nhỉ. Sát thương tăng thêm 10%, bạo kích tăng thêm 3%, xuyên giáp tăng thêm 6%. Wow. Khi anh em kích full lực duyên. Cái này thì kích bạo thương thôi anh em ạ, còn bạo kích thì chưa được kích đâu. Bạo kích nó khá khó, để kích lên tầm 40-50% đấy. Nên bù cho con này theo lối bạo kích theo mình nghĩ là không cần thiết. Những anh em là tay to thì bù được thôi. Còn quan trọng những anh em chơi bình thường, anh em chơi mức trung cấp thì vẫn bù theo HP nha, full HP, full khả năng chống chịu. Tại vì nó có khả năng hồi máu mỗi đầu lượt này. Thôi không nói dùng dài nữa anh em, chúng ta test luôn thôi. Vãi luôn phần chiến đấu này anh em ạ. Mình sẽ
sẽ cho hai con này xuất chiến thôi, tại vì cho một mình nó xuất chiến thì nó không đủ lực thôi. Mình sẽ cho hai con này xuất chiến nha. Đây, anh em thấy đánh thường là đầu tiên là 6k đam nha, hút đam này, hút hai con này, cộng dồn 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 4 kiếm hiện trên này, 5 điểm luôn, bây giờ nó đánh này, úi xùi 17k, sắp thưa anh em thấy ghê chưa, mà nó còn nổ bão kích nữa thì không biết nó mạnh mức nào luôn, mắc rồi, mắc 5 tầng rồi, úi xùi. Nó chưa up được lên thêm vào 100 anh các bạn, nên nó chưa có khả năng hồi máu. Nó mà có khả năng hồi máu nữa thì này cực kỳ là thốn luôn. Thực sự là một con tướng rất là lỗi trong game. Con tướng từ chất các khác cấp độ VIP sau có khi không bằng, nhưng mà em chưa đến VIP 6 là khá ổn áp rồi đấy. Thì mình sẽ test tiếp một trận đánh nhau cho em xem nha. Úi giời, những bạn này nhá, chấp hết anh em ạ, một mình và lách cu lên cho mình rồi. Quá ổn áp anh cười nha. Cucu đó, con này anh em chơi đến già luôn nha anh em nha, chơi đến late game luôn. Tại vì mình mới chỉ nâng được nó lên nằm ở 80 thôi, mình chưa nâng hết anh ạ. Cần 15.000 cái con nhộng tím này nha, đột phá này được cấp level 100. Khi đột phá lên level 100 thì thực sự sức mạnh của bãi Cucu là không cả. Khi đó thì qua mỗi một lượt con tướng của chúng ta sẽ được hồi 4% HP. Đam to, hút sát thương to, gây hiệu ứng khiêu khích. Còn có con tướng nào nó hoàn mỹ hơn con tướng tư chất SS nào không anh em? Thực sự đây là một con tướng có hoàn mỹ về tư chất SS rồi anh em ạ. Mình sở hữu được một cu thì chơi đến già thôi. Có tướng này thì có lẽ mình sẽ nói qua trong những clip sau. Sáu cái bài này thì mình nói những clip sau như thế này. Rồi ok anh em ơi, có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại ở đây thôi. Nếu anh em có góp ý, ý kiến gì thì có thể comment lại dưới video nhé. Anh em có đánh giá thì về con tướng tách cu cu này thì anh em góp ý thôi để chúng ta cùng nhau thảo luận. Anh em có lối chơi lối vui nào khác chưa ai thật rồi anh em nha. Anh em nhớ cho mình xin like đăng ký kênh nha, đừng quên đánh vào cái chuông thông báo nhỏ nhỏ để đón xem những clip mới nhất của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em, bye bye.